Bí mật này chỉ có tôi và Mai biết thôi. Tôi mong Mai giữ kín giùm tôi. Dạ em biết. Anh thiệt là ông ấy hoàn toàn chưa biết bí mật này. Sao anh không nói cho ông biết đi? Tôi không thể tự tiện nói ra được bí mật này. Nếu tôi nói ra thì liệu mẹ tôi sẽ như thế nào đây? Mà bà ấy hoàn toàn không biết tôi chính là đứa trẻ mà bà ấy đã bỏ rơi năm xưa. Nhìn anh sao cuộc đời của anh phức tạp quá. Cuộc đời vốn là như vậy mà. Được rồi, anh vô thăm mẹ đi. Để tôi vô trong nói giúp anh một tiếng. Chắc cũng tới giờ bác sĩ thăm bệnh rồi đó. Mẹ, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Anh ơi, đã hết giờ thăm bệnh rồi. Em làm cái trò gì vậy? Biết đây là bệnh viện không? Biết. Chúc mừng tân trưởng khoa. Cảm ơn em. Mà bộ nhìn em kỳ lắm hay sao? Không, đẹp lắm. Em phải mặc như vậy nè, để mọi người nghĩ em là người nhà của bệnh nhân. Có ai nhận ra em đâu. Em còn nít quá. Được nghỉ mấy ngày á, sao không về quê thăm mẹ đi? Thì cũng định như vậy, nhưng mà mẹ lên thăm em rồi.
Nếu vậy thì chở mẹ đi chơi, đi tham quan cho mẹ biết đây biết đó. Biết rồi. Nhưng mà tại vì em nhớ anh quá. Bữa giờ sao em gọi anh hoài mà máy bận hoài vậy? Công chuyện anh ạ. Alo. Rồi, tôi biết rồi, tôi qua liền. Rồi, cảm ơn cô. Đúng là trưởng khoa có khác ha. Em nè, bây giờ anh có việc rồi, em đi về nhà trước đi, tối anh qua. Đừng có để em chờ đó nha. Anh hứa mà. Nè. Hồi nãy em đi vô làm sao á? Em đi ra y chang như vậy, đừng cho ai biết nghe. Em biết rồi. Cái gì? Hôn em cái đi. Bây giờ em làm cái gì? Em đi về nhà đợi điện thoại của anh thôi. Vì mẹ đâu? Nhỏ em đón mẹ về dưới Gò Vấp rồi. Thôi vậy đi, nếu vậy thêm về nhà đi, một tiếng đồng hồ nữa anh qua. Anh nhớ nha, em đợi đó. Anh biết rồi mà. Con về rồi đó hả? Mẹ. Mẹ còn nhớ cái anh kỹ sư địa chất hôm trước không mẹ? Người làm con gái mẹ mê mẩn như vậy, làm sao mẹ quên được chứ? Mẹ này, chọc con hoài. Mẹ ơi. Nè, có chuyện gì mà con úp úp mở mở vậy? Mẹ đồng ý ảnh rồi phải không mẹ? Không đồng ý mà được với cô sao? Vậy mẹ nói chuyện với ba chưa? Mẹ nói rồi. Vậy ý ba sao hả mẹ? Ba con nghe xong im lặng không nói gì hết. Vậy là sao? Con biết tính của ba con rồi đó. Chuyện gì ổng cũng phải nắm đằng cán. Nghĩa là mẹ nghĩ là con nên đưa cậu ấy về nhà cho ba con gặp đi. Nhưng mà sau đó rồi hãy tính. Nhưng mà con nè, không lẽ con đã dạ không có gì, ý con là tuần sau anh mới về cho nên vậy thì tốt rồi. Để mẹ sẽ nói với ba con rồi thu xếp mời nó tới nhà chơi nha con. Dạ. Nhưng mà mẹ phải nói thêm vô cho hai tụi con nghe. Mẹ nói thì có ích gì chứ, ba con có bao giờ nghe lời mẹ đâu. Tại mẹ nghĩ vậy thôi, chứ con thấy ba rất sợ mẹ. Sợ mẹ? Con thấy vậy đó. Thôi thì cũng đành xong kiếm hợp ích với ông, diễn cho tròn vai trước mặt con gái. Mẹ, mẹ nghĩ gì mà buồn vậy? Mẹ nghĩ là khi con đi lấy chồng rồi, mẹ sẽ thấy trống trải lắm. Mẹ yên tâm, con sẽ về đây thăm mẹ thường xuyên. Mẹ đừng có buồn nha. Ủa? Bác hai. Chào bác con. Chào bác hai. Ôi, bữa nay bự quá ha. Anh về đây công tác hả? Anh về cưới vợ. Cái gì? Về cưới vợ? Hôm nay mày đặt đùa với em nữa hả? Mở cửa đi, anh dắt xe vô cho. Dạ.
Mời em. Em không thích chỗ này sao? À, dạ, đẹp lắm. Nhưng có vẻ xa khu dân cư quá anh à. Với lại, với quy mô xây dựng bệnh viện trong đề án của em á, thì khu đất này hơi lớn. Vậy thì để em tìm khu đất khác thích hợp hơn. Em thích khu đất ở quận nào? Dạ, tùy anh thôi. Bệnh viện là của em, anh cho em toàn quyền được lựa chọn. Dạ, cảm ơn anh. Vậy còn khu đất này anh định sẽ xử lý thế nào? Anh sẽ liên kết với một công ty địa ốc. Ở đây anh sẽ xây dựng một khu dân cư phức hợp. Em không ngờ tập đoàn Hoàng Hải của anh lại lớn mạnh như vậy. Anh cũng chỉ là một doanh nghiệp vừa và nhỏ thôi em à. Anh à, nếu xây bệnh viện, anh tính xây ở gần trung tâm được không? Trung tâm? Ok. Nhưng mà em thích quận nào? Dạ quận 7 được không anh? Ok, quận 7. Nếu em thích ở đó thì anh sẽ đặt nó ở quận 7. Cảm ơn anh. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, dự án là của chung hai chúng ta. Anh không muốn em cứ hở một chút là cảm ơn, hở một chút là cảm ơn. Anh nghe xa lạ quá. Dạ. Không cảm ơn nữa nha. Dạ. Là công ty, anh cũng cần có dự án để đầu tư mà. Biết vậy nhưng vẫn có nhiều dự án đang xếp hàng chờ anh. Em cứ nghĩ một điều đơn giản, tất cả là vì em đó Thiên Kim mà. Dạ xin mời anh chị ạ. Cảm ơn. Cảm ơn. Đây là món nem mà em thích nhất. Anh vẫn còn nhớ món ngày xưa em thích à? Cũng đã hơn 20 năm rồi còn gì. Ngày xưa để có tiền để em món này, anh phải làm thuê cả tháng trời mới có đó. Anh nghĩ lại cái thời đó, anh thấy thương hai đứa mình ghê. Không hiểu sao lúc nào anh cũng muốn trở lại thời xưa. Đó là hội chứng chung của tuổi già mà. Anh già thì đúng hơn, còn em thì không. Lúc nào anh cũng thấy em trẻ đẹp lắm. Chắc do ngày xưa em dậy thì muộn. Em vẫn nhớ câu nói này của anh sao? Làm sao mà em quên được. Em cũng như anh, nhớ hoài món nem mà em yêu thích. Có những món ăn, khi mình ăn lại, nó như chấm vào ký ức đó em. Anh vẫn lãng mạn như ngày xưa. Lãng mạn là chỉ với em thôi. Không ngờ cũng có lúc hai đứa mình có dịp được ngồi chung với nhau như thế này. Em ngày xưa mỏng tanh như tờ giấy mình. Anh này, em có biết là suốt thời gian ở nước ngoài, anh từng mơ ước được cùng em như thế này không? Thiên Kim à, em có nhớ về anh không? Làm sao mà em quên được. Sao anh không lập gia đình lại? Bao giờ cũng vậy, anh lúc nào cũng yêu em Thiên Kim mà. Tụi mình già hết rồi anh à. Xin lỗi mọi người, hôm nay mẹ con có việc đột xuất nên là về trễ. Ngồi xuống đi con. Dạ. Vậy thôi, chúng ta không chờ nữa.
Khoan, khoan hãy ăn. Còn món nữa, để con dọn lên rồi ăn luôn. Con nhỏ này thì... Nào, chúng ta bắt đầu nè. Chúng ta hãy chúc mừng Trần Phương đi. Dạ, dạ con cảm ơn ngọn. Dạ mẹ. Dạ mời ba. Chúc mừng, chúc mừng anh. Chúc mừng em. Con mời ba. Nè, em rể, hôm nay chỉ nháp thôi nha. Trưởng khoa không có đãi sơ sợ vậy được đâu, phải hoành tráng hơn mới được. Dạ, em đồng ý. Vậy coi như bữa nay mình sẽ nháp ha. Nè, bữa đó bà nội góp mồi nhậu nha. Mà mồi nhậu con Mân này nó nè, làm nè. Là hết sảy đó. Trời ơi, con mà làm ngon là nhờ bà chỉ đó chứ ai. Đâu phải muốn làm ngon là làm được đâu. Rồi xong rồi đó ăn đi. Ăn hết cái này là không còn nữa đâu nha. Trời. Con nhỏ này. Ăn đi con. Dạ con cảm ơn mẹ. Tiệc mừng trưởng khoa, sao lại để nội với lại chị Mân cực nhọc như vậy được. Mình phải ra nhà hàng, vậy nó mới hoành tráng được, đúng không chị ba? Sao lại hỏi chị? Thì của chồng công vợ mà. Được rồi, vậy anh sẽ chọn nhà hàng bị nhớ, chịu không? Được á. Vậy cuối tuần này mình đi nha anh ba. Ừ. Em tự nhiên bây giờ thèm ốc hương đến đắng lòng luôn á. Gì con? Gì mà có đắng lòng ở trong đó nữa. Trời ơi nội, ngôn ngữ của mấy đứa trẻ bây giờ nó cũng vậy đó. Nó thèm nó cũng đắng lòng, mà nó không thèm nó cũng đắng lòng mà. Kỹ sư mở địa chất như anh á, ở trên núi hoài mà cũng đành quá ha. Trời, đâu phải chỉ mấy đứa tư tưởng trên mây như em mới biết được đâu. Minh à. Dạ. Bữa nay con ăn không thấy ngon miệng hả? Dạ ngon. Minh à, vợ con dạo này cơm nước nó thất thường lắm đó. Dạ, chắc là vợ con có công việc đột xuất mà thôi. Bà thấy là nó có việc gì đâu mà đột xuất. Ba, con xin lỗi. Tại con bất tài nên vợ con mới lo vay mượn để quá giá căn nhà chứ gì. Vợ con nói với mẹ hả? Là mẹ đón vậy thôi. Vậy là tôi đã trách lầm con dâu rồi. Ba, con xin lỗi ba. Mà nè, bữa nay con làm sao vậy? Ba có trách gì vợ chồng con đâu mà con xin lỗi ba. Con xin nghỉ việc bên Y Đức rồi. Con nói sao? Cái gì? Con nói cái gì vậy Minh? Con xin nghỉ từ người. Con điên à? Ông nói. Bà xin lỗi. Ông Bà nói à. Nói. Bà mệt rồi, để bà đi nghỉ. Mặc bà đi. Dạ thưa ba, con thấy chuyện này cũng bình thường thôi mà. Mình không thích làm nữa thì mình nghỉ, có sao đâu, đúng không ba? Ba xin lỗi các con. Các con ăn ngon miệng đi. Thôi, anh em mình tiếp tục nghe. Trần Phương, anh có còn tình người không vậy? Nga, em nói cái gì kỳ cục vậy? Tại sao em dám? Dám sao? Dám lớn tiếng với chồng phải không? Anh thì sao? Anh có biết anh có được ngày hôm nay tất cả là nhờ ba không? Anh đã không chia sẻ với ba thì thôi, còn khoét sâu vào nỗi đau của ba nữa. Trần Phương ơi, anh có phải là con người không vậy?
Dạ. Chào anh. Chào sếp. Tuấn Anh, đây là... Dạ, tôi là Liên, bạn cũ của Trâm Anh, và là mẹ của Tuấn Anh nè. À, hân hạnh được biết chị. À, anh là sếp của Tuấn Anh nè. Dạ đúng. Dạ, tôi rất hân hạnh được biết anh. Dạ, chị đúng là khéo dạy con đó. Dạ, nhà tôi chỉ có một mẹ một con, nên chuyện gì chắc nó cũng làm được anh nè. À, Tuấn Anh bút lực cũng khá lắm đó. Dạ, cảm ơn anh nè. Dạ, xin phép anh cho tôi gặp. Dạ. Dạ. Em ơi, có khách kìa. Trâm Anh, nhanh khỏe lại nha. Dạ, em cảm ơn chị. Tôi xin phép về. Dạ, xin phép anh tôi về. Dạ, để tôi tiễn chị. Cảm ơn anh. Dạ, chào chị. Dạ. Cô ráng giữ gìn sức khỏe. Khi nào rảnh, cô sẽ lại vào thăm. Dạ chào sếp, em về. Cảm ơn cậu. Thiên Bình, sao rồi? Đợt này về công tác hả? Về được mấy ngày? Không. Cho ly cà phê đá nha. Dạ. Thôi về đợt này á, tao cưới vợ. Cưới vợ hả? Vẫn chơi hoài. Mày không về Sài Gòn thì thôi, mỗi lần về á là hù bạn bè không à. Lần này tao không đùa đâu, mà thật đó. À, mày nói thiệt hả? Nếu mày cưới vợ á thì tao chúc mừng mày thôi. À, mày là nhà báo, mày quen biết rộng, tao nhờ mày á tìm mấy nhà hàng tiệc cưới nào mà không khí ấm cúng, ráng nhiều túi tiền. Tao định á, tao không nhờ ba mẹ. Chuyện gì chứ chuyện đó thì tao thua rồi. Nhưng mà mày nói là mày tự tổ chức hả? Vậy là ba mẹ mày không biết mặt nàng dâu à? Không, tao vẫn chưa dám nhắc gì ra mắt. Trời đất, mày tính bỏ bom ông bà già mày hả? Vậy là không được đâu à. Bỏ bom gì mà bỏ bom. Tại từ hôm á ba tao nghỉ ở bệnh viện Y Đức tới giờ, tao thấy không khí gia đình căng thẳng quá, cho nên tao chưa có nói. Mày đã mang cô ấy về đây á, mà tới giờ vẫn chưa đưa ra mắt gia đình là sao? Mày không được đối xử như những cô gái vùng cao vậy đâu nha. Cái gì? Ai nói với mày? Cô gái vùng cao nào? Ủa không phải vậy hả? Tại tao thấy mày cứ đi trên đó suốt à. Tao cứ tưởng là mày đã phải lòng cô sơn nữ nào trên đó rồi chứ. Mày tào lao. Là gái Sài Gòn chính gốc đó mày. Con gái Sài Gòn? Ừ. Mà mày quen hồi nào mà tới ngày cưới rồi á mà vẫn không cho bạn bè biết mặt? Ờ thì cũng mới đây thôi. Mới đây hả? Mày đừng có nói với tao là cô gái mà cao cao người hôm bữa tao gặp phải không? Là cổ đó. Mày giỏi mày, mới quen mà cưới luôn vậy hả? Tao sợ ba mẹ tao không đồng ý, cho nên tao tính trước vậy đó. Mà sao mày lại tính như vậy? Mày yêu hồi nào mà không cho bạn bè biết gì hết trơn? Nói chung chuyện dài dòng lắm, mày không hiểu được đâu. Nè, dù gì đi nữa mày cũng phải đưa về ra mắt gia đình mày chứ. Tao nói nghiêm túc đó, mày sắp cưới người ta, kiểu gì cũng phải đưa ra mắt gia đình, càng sớm càng tốt.
Nói. Ừ. Hôm qua con nói có tin gì vui muốn thông báo cho mọi người, rồi sao con im re vậy? Dạ đâu có gì đâu. Con thấy quyết định nghỉ việc của ba con làm cho ông nội không vui, cho nên con... Bà nội nghĩ chắc ba con có lý do gì đó nên ba con mới có quyết định như vậy. Bình à, rồi ông nội con sẽ hiểu ba con thôi mà. Dạ. Nghe nội dặn nè, đừng nghĩ ngợi gì nha. Mà con có tin vui gì vậy? Nói cho bà nội nghe coi. Dạ con... Cái thằng này. Nè, hay là con sắp lấy vợ? Wow, nội đúng là tâm lý đó, đúng phốc à. Hả? Vậy là nội đoán đúng rồi hả? Ừ. Mà chừng nào hả? Với lại lần này về con không có nhiều thời gian. Ừ. Cho nên con xin phép ba mẹ con cho con cưới luôn. Ừ. Con lớn rồi nha, bà tính á, như là con nít vậy. Muốn cái gì á, thì muốn cho bằng được. Nội à. Gì? Nội ủng hộ con nha nội. Nội ủng hộ. Nhưng mà nội nói trước à nha, cưới vợ á, là con phải ở với người ta cả đời đó con, chứ không phải là một ngày một bữa đâu nha. Con biết mà. Ừ. Nội yên tâm đi. Con ơi, là nội nói vậy thôi, chứ nội biết tính con á, rất chín chắn. Ờ con, cháu dâu của bà nội đâu? Sao không dắt về ra mắt gia đình mình vậy? Tại vì hôm qua con tính thưa chuyện xong á, thì hôm nay vẫn về ra mắt luôn. Nhưng mà... Nội à. Gì vậy? Nội phải giúp con chuyện này nha. Ừ. Cảm ơn nội. Cảm ơn nội nhiều nha. À. Ừ. Alo, em hả? Dạ, em nghe anh. Em làm gì mà sáng giờ gọi không được vậy? Dạ, em bận chút chuyện. Ừ, là anh gọi cho mẹ em đó. Chị vậy anh? Anh đã thưa chuyện của tụi mình với bà nội rồi, bà nội ủng hộ nhiệt tình luôn. Vậy hả anh? Ừ. Vậy lát nữa anh qua nhà đón em, sẵn tiện ra mắt ba mẹ luôn nha. Dạ. Ừ. Cô có một đứa con trai cũng trạc tuổi như con vậy đó. Chuyện đó thì con có nghe mẹ con nói. Con có biết ước mơ lớn nhất của cô bây giờ là gì không? Là cô được gặp con của cô để nói lời xin lỗi trước khi trái tim của cô ngừng đập. Cô à, cô ráng ăn một chút cháo nha, cô chắc chắn sẽ khỏe lại mà. Ừ. Cảm ơn con. Ờ, Tuấn Anh, con cho cô hỏi. Cô cứ hỏi đi. Chiếc nhẫn đó con mua ở đâu mà đẹp vậy? Chiếc nhẫn này là của mẹ con. Con có thể cho cô mượn coi một chút được không? Chiếc nhẫn này có đúng của mẹ con không? Mẹ con có nói chiếc nhẫn này là vật gia bảo của bà ngoại con để lại. Vật gia bảo sao? Cô thấy trong đây có khắc hai chữ T.A. Nghĩa là gì vậy con? Dạ, T.A. bà ngoại con tên là Thúy An. Thúy An.
Chắc vì vậy mà mẹ con mới đặt tên con là Tuấn Anh. Tên con thật ý nghĩa. Mẹ Liên của con giỏi quá. Con xin phép, khi nào rảnh con lại ghé thăm. Ủa, em sao vậy? Dạ không có gì đâu anh. Chắc tại em nằm giường lâu quá nên em mệt. Rồi em sẽ khỏe thôi mà nha. Thôi em ăn sáng nha. À, em ăn rồi. Tuấn Anh nó mang vô cho em. Vậy à. Anh cũng vừa mới thấy cậu ta đi ra ngoài hành lang đó. Chị Liên thật là tốt, bận bịu vậy mà. Anh thì lại thấy con trai của chị ấy rất là tốt đó. Nó có vẻ rất quý mến em nên lúc nào cũng túc trực ở trong này. Thằng bé thật ngoan anh à. Cái thằng nhóc Tuấn Anh làm gì cứ ra vô bệnh viện thăm vợ mình hoài vậy ta? Không lẽ nó với vợ mình? Không, không đời nào. Cảm ơn mọi người. Nhưng mà đây là phòng họp. Buổi tiệc này tôi thấy không hợp lý ở đây. Nếu như để người ngoài nhìn vào như vậy không tốt lắm đâu. Chúng em chỉ muốn cảm ơn trưởng khoa thôi. Vì từ khi có anh về á, bệnh viện ung bướu này bớt đi sự kiện tụng. Thực chất không phải riêng công lao của tôi, mà đây là công sức của tất cả mọi người. Thôi được rồi. Buổi tiệc này sau buổi họp tụi mình sẽ tiếp tục nha. Còn bây giờ mọi người ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu cuộc họp nha. Mọi người có ý kiến gì về công tác điều hành của tôi hay là không? Anh Cường, tôi chuyển qua phòng khám, anh thấy ổn chứ? Dạ ổn. Tốt. Hình như ca mẫu tối hôm qua có một chút xíu trục trặc đúng không anh? Dạ ca mẫu thì ổn anh. Nhưng vào lúc khuya bệnh nhân lên cơn co giật, sốt cao. Chúng tôi cũng đã kiểm tra và xử lý xong. Sáng nay tôi có ghé phòng hồi sức, thấy tình trạng sức khỏe của bệnh nhân cũng đã ổn định lại. Anh nhớ kiểm tra bệnh nhân đều đặn giùm tôi. Sức khỏe như vậy là tốt rồi. Điều dưỡng Trang, hôm trước chị có đề nghị là thêm nhân sự. Tôi cũng đã đề xuất với ban giám đốc rồi và họ cũng đã đồng ý. Bây giờ chị cứ nhắn họ là vào ký hợp đồng nha. Dạ em cảm ơn anh. Rồi, mọi người còn ai có ý kiến gì nữa không? Nếu vậy buổi họp mình kết thúc nha. Dạ. Dạ. Bác sĩ dạ. Cường qua phòng tôi. Dạ. Mọi người giải tán. Tôi đi trước nha. Dạ. Chị Trang. Hay là bánh kem chị đem về cho bên khoa điều dưỡng đi. Mà em mua bánh kem ở đâu mà ngon quá vậy? Dạ em đặt ở gần nhà em, mới khai trương. Em thấy bánh ngon nên em mua. Bánh này kem lạnh không có ngán đâu. Mai là có Thùy Dương chu đáo. Nhớ hôm nay là sinh nhật của trưởng khoa. Dạ cũng nhờ chị Thanh nhắc em á. Bác sĩ Thanh hay thiệt nha. Đừng có nói là cũng mời bác sĩ Trần Phương giống chị nha. Chị này không có đâu. Em sao mà dám. Mà cũng đâu có riêng gì em đâu. Em hỏi Thùy Dương xem, ở cái khoa này ai cũng mời bác sĩ Trần Phương hết á. Trưởng khoa của mình á, vừa tài năng vừa phong độ, ai mà không mê chứ. Thôi bớt mơ màng đi cô gái. Người ta có vợ rồi đó. Có vợ thì có vợ chứ, ai cấm được em thích đâu.
Chị ơi, ước mơ đâu có bị đánh thuế đâu. Thì mình cứ ước mơ thôi. Nhưng mà chị Thiên Nga, chị ấy rất tuyệt vời và xinh đẹp lắm. Tụi em chỉ dám đứng từ xa mà nhìn tới thôi. Thôi, tập trung làm việc cho tốt đi mấy cô. Ừ. Cũng tại bác sĩ Thanh á, cho em nhiều mơ ước làm chi. Chứ thật tình á, em ngưỡng mộ bác sĩ Phương và chị Thiên Nga lắm á. Trời, chị chỉ giỡn thôi. Thôi đi chị. Thôi đi làm việc đi. Dạ. Em đã tìm hiểu kỹ về những trường hợp này rồi. Tất cả đều có ý muốn ra nước ngoài điều trị. Chuyện không muốn chuyện đi. Trong khoa ngoài anh còn ai biết nữa không? Dạ không. Tôi đã đọc tất cả những hồ sơ này rồi. Thực sự ở trong nước, ngay cả bệnh viện của mình có thể điều trị được. Nhưng mà cũng rất mong manh. Gia đình họ cũng biết điều này nên họ mới xin chuyển đi. Với chức trách của tôi hiện tại thì tôi nghĩ có thể giới thiệu cho họ bệnh viện tốt nhất mà thôi. Và họ chỉ cần điều này vì họ cũng không rành. Được anh giúp đỡ chắc họ mừng lắm. Được rồi, vậy anh nói với họ chút nữa ra phòng khám gặp tôi. Nhớ nghe. Dạ. Phải giữ bí mật nghe. Anh cứ tin tưởng ở em. Từ trước tới giờ em luôn kín đáo trong những phi vụ này mà. Trước khác, bây giờ khác. Bây giờ tôi là trưởng khoa rồi. Tôi không muốn những chuyện như vậy ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình. Dạ, em biết. Với lại trong bệnh viện này có rất nhiều người không ưa mình. Tốt nhất đừng có để họ biết. Dạ. Được rồi, anh về làm việc đi. Dạ, em chào anh. Dạ. Dạ em nè. À dạ rồi. Chuyến bay lúc chiều nay. Dạ 17 giờ. Dạ. Dạ giám đốc có trên phòng không? Em mang lên liền luôn. Dạ. Giám đốc chờ em một chút. Dạ. Chính mẹ là người đã bỏ con.